Đây là bài viết Tổng quan các loại kiến trúc cầu, Types of Bridges, của tác giả Phan Phan. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Chắc hẳn ở đây có rất nhiều bạn đã từng đắm chìm bởi vẻ đẹp của những cây cầu, sự khéo léo tinh tế trong thiết kế, tính hiệu quả trong sử dụng. Có không ít cây cầu đã trở thành dấu ấn biểu tượng cho một địa phương, trở thành niềm tự hào của cộng đồng bản địa. Mình cũng là một fan hâm mộ của những cây cầu, đã từng say mê xem các chương trình Discovery về việc các kỹ sư đã vượt qua bao nhiêu thử thách để xây dựng nên các công trình vĩ đại. Đó cũng là lý do mình tổng hợp bài viết này, tổng quan các loại kiến trúc cầu. Lưu ý, toàn bộ kiến thức trong bài được tổng hợp thuần túy từ Internet, mình chỉ là người chỉnh lý, biên tập lại cho bài viết được thống nhất về mặt nội dung. Mục lục 1. Cầu dây văng, Cable Stayed Bridge 2. Cầu cáp treo, Suspension Bridge Phụ lục 1. Cầu Hybrid, kết hợp cầu dây văng và cầu cáp treo Phần 3. Cầu vòm, Arch Bridge 4. Cầu giàn, Truss Bridge 5. Cầu dầm, Beam Bridges 6. Một vài sự thật thú vị về những cây cầu Chúng ta cùng đến với phần 1, cầu dây văng, Cable Stayed Bridge. Đặc điểm, cáp nối trực tiếp từ trụ chính tới thẳng dầm cầu. Chữ stay ở đây có nghĩa là sợi dây rất to và chắc, được giữ cho thẳng. Một cấu trúc Cable Stayed có nghĩa là dùng dây cáp để giữ thăng bằng tháp. Cáp chịu sức kéo, còn tháp chịu sức ép và chuyển xuống đất. Sơ đồ bố trí dây văng có thể chia thành hai loại cơ bản, rẻ quạt và đàn hạc, harp. Chữ văng nghe rất lạ, tôi không hiểu tại sao lại gọi là cầu dây văng. Nó có thể là phiên âm từ một từ tiếng Nga, có nghĩa là thừng trăng cột buồm, cũng giống như chữ stay của tiếng Anh. Rẻ quạt, các dây cáp được gắn vào cùng một chỗ hoặc được cải biến thành gắn gần nhau trên đỉnh của tháp như hình cánh quạt. Đàn hạc, các dây cáp chạy song song với nhau trông như đàn hạc, harp. Tính thẩm mỹ tốt hơn so với rẻ quạt nhưng lại tốn chi phí hơn. Chiều dài nhịp cầu là khoảng cách giữa hai trụ cầu phụ thuộc góc neo cáp, chiều cao trụ và khoảng cách điểm neo đốt cầu vào cáp treo tới trụ tháp. Khái quát về trụ cầu. Ưu điểm: thân cầu ít bị biến dạng sau khi xây dựng, khả năng chịu lực tốt, dây cáp được nối trực tiếp vào tháp trụ cầu. Tốn ít dây cáp hơn so với cầu treo, suspension bridge. Không cần hai mối treo ở hai đầu so với cầu treo, suspension bridge. Nhược điểm: lực căng cáp nâng đỡ dầm ở phạm vi giữa nhịp lớn, dây cáp dài nhất ở ngoài cùng. Còn lực căng cáp nâng đỡ dầm ở phạm vi gần trụ tháp thì rất nhỏ, dây cáp ngắn nhất trong cùng. Điều này dẫn đến độ võng của dầm chủ ở phạm vi giữa nhịp cầu rất lớn, gây ra khả năng chịu tải của cầu bằng khả năng chịu tải của phần kém nhất là phần giữa các nhịp cầu. Nếu quy mô, kích thước cầu càng lớn, nhịp cầu càng dài thì yêu cầu rất lớn về khả năng chịu lực lên trụ cầu, yêu cầu cao khi thi công trụ cầu này. Sẽ yêu cầu rất cao trong trường hợp trụ cầu phải xây dựng dưới nước. Rất nhạy với các lực kích thích động như động đất, đặc biệt khi động đất diễn biến bất ngờ, nhanh và phức tạp. Một số cây cầu nổi tiếng: The Øresund, cây cầu xuyên biển nối liền hai quốc gia Đan Mạch và Thụy Điển. Hay là cầu Gia Hưng, Thiệu Hưng ở Trung Quốc. Ở Hy Lạp thì có Rhine and Tyrian. Phần 2. Cầu cáp treo, cầu dây võng, cầu treo dây võng, Suspension Bridge. Đặc điểm: thành phần chính của cầu cáp treo là tháp, cáp chủ, cáp treo, mấu neo và mặt đường. Là loại cầu có kết cấu dạng cáp treo, thay vì cáp gắn trực tiếp vào trụ cầu, cầu như dây văng Cable Stayed Bridge, thì nó sẽ có một cáp chủ là Main Cable, dạng mắc võng, rồi từ đó sẽ có các cáp treo con là Suspender Cable được mắc vào, treo rủ xuống với khoảng cách song song đều nhau, đỡ lấy từng đốt bản mặt cầu. Cáp chủ thường nằm ở hai bên thành cầu, được móc liên kết chắc chắn vào đỉnh các trụ cầu. Do khoảng cách nhịp lớn và chịu tải nặng, chúng thường có dạng bị võng xuống ở khoảng giữa nhịp cầu, nên loại cầu này được gọi là cầu dây võng. Ưu điểm: nhịp cầu dài nhất. Chính nhờ có hệ kết cấu dây cáp treo không phụ thuộc vào góc neo cáp, chiều cao trụ cầu và khoảng cách điểm neo đốt cầu và cáp treo tới trụ tháp, mà cầu treo dây võng có thể vượt được các nhịp lớn hơn cầu treo dây văng, Cable Stayed Bridge. Những cầu treo nhịp dài nhất trên thế giới là các cầu treo dây võng.
khả năng chịu lực tốt ở phần giữa các nhịp cầu do có cáp chủ. Tại vị trí vượt sông mà có khẩu độ thuyền lớn thì lựa chọn cầu treo dây võng ít làm do xáo trộn chế độ dòng chảy tự nhiên của sông suối, điều mà cầu dây văng Cable Stay Bridge không làm được, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế và kỹ thuật. Ưu điểm tiếp theo là tính thẩm mỹ. Độ võng của dây cáp là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, rất phù hợp với công trình qua sông ở các khu đô thị, trở thành biểu tượng của một vùng miền. Kết cấu đơn giản, thích hợp cho việc xây dựng cầu tại địa bàn vùng cao. Dễ bảo trì. Nhược điểm. Lực căng của cáp chủ là rất lớn, moment dầm chủ hai bên trụ tháp lớn gây nhiều khó khăn cho việc ổn định trụ tháp trong suốt quá trình thi công. Với kích thước cầu lớn thì việc thi công các mố neo sẽ rất lớn và phức tạp. Tải trọng của cầu được chịu bởi tất cả các sợi cáp nên khi tải trọng vượt quá khả năng của một sợi cáp, nó sẽ đứt và gây nguy hiểm cho cầu. Một cáp đứt và cầu có thể bị phá hủy. Do đó, thường không sử dụng trong trường hợp tải trọng tập trung, ví dụ như ở nơi có tàu hỏa chạy qua vì quá nặng. Gió mạnh có thể khiến cho cầu rung, gập, gãy. Một số cây cầu nổi tiếng: Akashi Kaikyo ở Nhật Bản, Golden Gate Bridge tại Mỹ. Đây là cây cầu có chiều dài 2.737m và sử dụng tới 130.000km cáp, một trong những cây cầu nổi tiếng và đẹp nhất trên thế giới, xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh Hollywood. Ở Anh thì có cây cầu Clifton Suspension Bridge. Đây là điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố Bristol, một trong 25 cây cầu nổi tiếng nhất thế giới. Tại đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và tươi mới. Phụ lục 1. Cầu Hybrid kết hợp cầu dây văng và cầu cáp treo. Đặc điểm, như cầu dây văng ở dạng sử dụng cầu đôi và thêm với hai cáp chủ là đặc điểm của cầu cáp treo. Ưu điểm, đơn giản vì mục đích là kết hợp ưu điểm của cả hai loại cầu trên, vượt trội hơn hẳn kiểu cầu truyền thống. Cụ thể, khả năng vượt nhịp lớn, thời gian thi công ngắn, khả năng ổn định khí động học cao, khả năng chịu lực rất tốt dàn đều khắp cầu giữa các nhịp cầu và trụ cầu. Độ võng của cầu được giảm đi đáng kể. Trụ tháp đôi được gắn các dây văng khiến cho lực căng phân bố tốt hơn so cầu dây văng là dây cáp ở giữa cầu, giảm lực căng trên mỗi cáp. Các cáp văng này cũng làm giảm bớt phản lực mố neo so với cầu cáp treo. Chiều cao trụ tháp được giảm xuống, dễ thi công. Nhược điểm, số lượng cáp tăng 2 đến 3 lần. Trụ tháp nhiều hơn, phải xây thêm cả mố neo. Phần 3, cầu vòm Arch Bridge. Đặc điểm, có mố ở mỗi đầu có hình vòng cong. Hoạt động bằng cách chuyển trọng lượng của cây cầu và tải trọng của nó dọc theo đường cong của vòng và truyền lực đẩy ngang tới các mố cầu ở hai bên. Tưởng tượng cầu vòng cong như cánh cung, trọng lượng của xe trên cầu truyền xuống sàn cầu như việc giãn lực cánh cung về hai phía đầu cánh cung, hai đầu cầu. Thành phần cốt lõi của cầu vòm là mố và trụ phải được xây dựng chắc chắn vì chúng sẽ mang trọng lượng của toàn bộ cấu trúc cầu và tải trọng. Cầu cạn hoặc cầu dài có thể được tạo ra từ một loạt các cầu vòm. Vật liệu: gỗ, đá, đây là một loại cầu rất phổ biến xuất hiện từ hơn 3.000 năm trước, sử dụng vật liệu phổ biến thời kỳ đó là gỗ và đá. Nên chịu lực nén tốt nhưng chịu lực kéo kém. Phần mố cầu bắt đầu uốn vòm có thể gây cản trở cho tàu bè giao thông đường thủy. Đối với cầu vòm hiện đại, thường được xây dựng bằng sắt, thép, bê tông. Ưu điểm: với việc sử dụng vật liệu sắt thép, các nhịp cầu tương ứng là một mô đun độc lập có thể được đúc sẵn, khiến cho việc thi công lắp đặt rất nhanh chóng và dễ dàng. Phân phối lực nén một cách hoàn hảo, chịu tải rất tốt. Là một thiết kế tiết kiệm chi phí, thậm chí chỉ cần sử dụng các vật liệu tự nhiên ở vùng bản địa, không cần phụ thuộc vào nhập khẩu. Là một trong những cấu trúc siêu kiên cố, chịu tốt mọi lực tác động theo mọi hướng và gần như không cần phải bảo trì. Đó là lý do mà ngày nay vẫn còn nhiều cây cầu đá nguyên vẹn và đương nhiên là hoạt động tốt, thậm chí còn ngày càng tốt hơn, là điều mà các vật liệu như sắt, thép không thể làm được. Nhược điểm: để phân phối lực nén một cách hoàn hảo như đã nói ở trên, cây cầu cũng yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong thiết kế và xây dựng, thiết kế cân đối, cân xứng và cả trong sử dụng vật liệu. Tốn nhiều công sức, thời gian để xây, đòi hỏi kỹ thuật tay nghề cao. Bị hạn chế chiều dài một nhịp cầu, do đó phải xây nhiều trụ hơn, tốn kém. Yêu cầu nền móng tại địa điểm xây dựng phải đủ cứng và chắc, do đó một số vùng sẽ không thể triển khai được loại cầu này. Phần 4. Cầu dàn Truss Bridge.
Đặc điểm là loại cầu được xây dựng với dàn nhịp bằng khung xương sắt, thép được nối dài với cấu tạo của dàn thép gồm các dạng biên song song, biên parabol, đa giác. Deck, mặt sàn, có thể ở bên trên dàn thép, deck truss, ở giữa dàn thép, through truss, hoặc ở dưới dàn thép. Các thanh sắt trên nhịp cầu được liên kết với nhau bằng đinh tán chặt hoặc bu lông và ốc to. Những thanh sắt này thường được lắp ghép thành những hình tam giác. Với loại thiết kế này sẽ giúp cho dàn cầu dựa vào nhau, liên kết cứng, không làm bị biến dạng, gãy cầu. Phần mặt nền cầu được xây bằng nhiều thanh thép nằm ngang chéo đối với cầu dàn cho đường ray tàu hỏa. Với đường bộ, sàn cầu được làm đổ bằng bê tông cốt thép và mặt đường giải nhựa như các cầu khác. Thường được dùng cho đường ray tàu hỏa hơn là đường bộ. Có thể kết hợp thiết kế cầu dàn với cầu vòm hoặc cầu cáp treo. Ưu điểm: về mặt kỹ thuật, cầu dàn thép giúp tiết kiệm vật liệu bởi các thanh trong dàn chỉ chịu lực dọc trục, khả năng chịu lực kéo của sắt thép. Cầu nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo độ khỏe và khả năng chịu tải của cầu. Các thanh dàn có trọng lượng nhẹ, trong một số trường hợp là để rỗng hoặc đục lỗ, giúp giảm bớt lực tải xuống mố trụ, do đó yêu cầu về móng không cao như cầu dầm, beam bridges. Diện tích chắn gió thực tế nhỏ. Khoảng cách hai dàn chủ lớn giúp khả năng chịu lực ngang của cầu dàn được đánh giá rất cao. Ngoài ra, cầu dàn thép có hình dáng đẹp, tính thẩm mỹ cao, công tác thi công đơn giản, có thể chế tạo sẵn dưới dạng mô đun độc lập, có thể mở rộng mà không ảnh hưởng tới an toàn của tổng thể cây cầu. Trong quá trình thi công được đánh giá là ít ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, dễ dàng cầu lắp, thi công nhanh. Có thể kết hợp cho phép cả đường sắt và đường bộ cùng lưu thông, đường sắt ở trong dàn thép, đường bộ ở phía trên dàn thép. Nhược điểm: cầu dàn đòi hỏi mức độ bảo trì liên tục cao hơn. Khó trong khâu thiết kế, một chi tiết nhỏ bị sai có thể làm lãng phí toàn bộ phần còn lại. Cầu dàn không được thiết kế để chịu tải cho các loại xe siêu trọng. Yêu cầu về chiều rộng tối thiểu sẽ cao hơn so với các loại cầu khác. Phần 5. Cầu dầm, beam bridges. Đặc điểm là dạng cầu đơn giản và lâu đời nhất, chỉ với một trụ cầu, một tấm ván làm sàn cầu là ta đã dựng xong một cầu dầm rồi. Bao gồm một hay nhiều nhịp được đặt trên các trụ hoặc mố cầu được gối liên tiếp lên nhau. Ưu điểm: cầu trúc siêu đơn giản, phù hợp với gần như mọi địa điểm đường bộ, từ rất ngắn khoảng 10m đến rất dài khoảng 40km. Thời gian xây dựng rất nhanh, đặc biệt khi mỗi nhịp cầu, sắt, thép, bê tông đều có thể chế tạo sẵn dưới dạng các mô đun độc lập. Chi phí thấp, hiệu quả. Chủ yếu dùng để vượt qua các chướng ngại vật đơn giản, với những địa hình phức tạp thì đã có các loại cầu phức tạp khác xử lý. Đường vành đai, đường trên cao, cầu vượt bộ chính là một dạng của cầu dầm, dễ triển khai trên đường bộ thuần túy cho nhu cầu giao thông, được sử dụng rộng rãi ở khu vực thành thị và nông thôn. Nhược điểm: bị hạn chế trong thiết kế, ít sự linh hoạt về chiều dài nhịp cầu khoảng 100m, độ rộng của cầu, kích thước trụ cầu. Do thiết kế đơn giản, không có cơ chế support giống như là cầu vòm, cầu dàn hay dây cáp. Không có cơ chế phân bổ lực, nên tại những vị trí trên cầu mà thường xuyên chịu tải lớn hơn so với công suất thiết kế, cầu có thể bị hỏng hay tệ hơn là đổ vỡ. Không có tính thẩm mỹ, uyển chuyển, do cầu dầm được thiết kế với chỉ một mục đích đơn giản nhất là lưu thông phương tiện, cho nên cầu đơn giản, rẻ, hiệu quả và không hướng đến sự đẹp mắt. Yếu đi theo thời gian, khoảng 10 đến 50 năm. Trùng trũng xuống ở một vài vị trí. Tuy nhiên, cầu dầm luôn cần được thay thế theo nhu cầu phát triển của xã hội, đường bộ, quy hoạch và giao thông. Chi phí bảo trì lớn. Gió mạnh trên cao thậm chí có thể làm tăng sự hao mòn trên các dầm hỗ trợ của cây cầu, khiến nó có tuổi thọ giảm so với các loại cầu khác. Chi phí bảo trì liên tục cho cầu dầm có thể lớn hơn lợi ích lắp đặt theo thời gian của nó. Không có khả năng chịu hoặc cản gió, cho phép gió thổi qua mà không tác động quá nhiều tới kết cấu như các thiết kế cầu khác. Các cầu dầm giản đơn khó vượt nhịp lớn do tải trọng bản thân lớn, dầm làm bằng bê tông cốt thép chịu kéo kém, mô men uốn giữa nhịp lớn, gây độ võng lớn ở giữa nhịp. Giải pháp tăng chiều dài nhịp là sử dụng dầm thép, chi phí đắt hơn, hoặc thép liên hợp bê tông cốt thép. Dầm giữ ứng lực, loại này nguy hiểm do khi bị phá hoại thì thường không có dấu hiệu trước vì cốt giữ ứng lực được căng đến gần giới hạn kéo đứt. Khi phá hoại thì cốt giữ ứng lực đứt luôn. Cốt thép trong bê tông giữ ứng lực không bố trí đủ để đảm bảo khả năng thép vẫn có khả năng chịu lực. Đây cũng là dấu hiệu để khắc phục, vì thép có khả năng biến dạng tốt hơn, khi bê tông nứt thì thép sẽ chịu lực. Các cầu dàn, khung thép
thì cần chi phí bảo trì lớn, thường xuyên do thép chịu tác động ăn mòn của môi trường. Nhiều khi sơn hết từ đầu này sang đầu kia xong thì cũng quay lại sơn lại luôn. Cầu khung thép thì cũng yêu cầu trụ cầu lớn để chịu tải trọng của bản thân của cầu, khung thép, dầm, bản mặt cầu. Tuy nhiên, do có khả năng vượt nhịp lớn nên khoảng thông thuyền lớn, tĩnh không cao, thích hợp để xây dựng ở sông, biển, có mặt cắt ngang rộng, tối ưu việc bố trí trụ cầu. Phần 6. Một vài sự thật thú vị về những cây cầu. Cầu trên cạn dài nhất thế giới, dài khoảng 160 km là cầu Danyang Kanshan Grand Bridge. Trên đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải đi qua các tỉnh Tương Thành, Tô Châu, Giang Tô của Trung Quốc. Cầu dầm dài nhất thế giới, khoảng 38,44 km là cầu Lake Pontchartrain Causeway nằm ở phía nam của Louisiana. Nó cũng là cầu vượt biển dài nhất thế giới. Cầu vòm dài nhất thế giới là khoảng 1.741 mét, là cầu Xiao Tian Man ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Cầu bằng kính dài nhất, khoảng 305 mét và cao nhất thế giới, khoảng 430 mét, là cầu Zhangjiajie Grand Canyon ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cầu cáp treo có nhịp chính dài nhất thế giới, khoảng 2.023 mét, là cầu Kanakil 1915 Bridge ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu cao nhất thế giới khoảng 343 mét là cầu Millau Viaduct ở Pháp, cũng là cầu dây văng cao nhất thế giới. Chỉ tính chiều cao kỹ thuật của cầu, không phải so với mực nước biển. Cây cầu lâu đời nhất thế giới vẫn đang được sử dụng là cây cầu Triệu Châu uốn cong bằng đá ở Trung Quốc, được xây dựng vào năm 605 trước công nguyên. Cây cầu bận rộn nhất thế giới với tổng phương tiện qua cầu lớn nhất khoảng 103 triệu xe trên một năm là cầu The George Washington Bridge, Mỹ. Cây cầu đắt nhất thế giới là hệ thống cây cầu Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, khoảng 20 tỷ đô, tổng chiều dài 55 km, bao gồm 3 cầu dây văng, một đường hầm dưới biển và 4 đảo nhân tạo. Đây cũng là tuyến vượt biển dài nhất thế giới. Như vậy chúng ta đã đi tìm hiểu 5 loại cầu phổ biến nhất cũng như khai quát ưu nhược điểm của chúng. Bài khá dài, như các bài tổng quan mọi khi, và mình rất cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của mình ngày hôm nay. From Phan Phan with Love. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!